Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với các động vật dễ thương thông qua bài hát I Love You Pet. Chúng ta cùng bắt đầu hát nhé. Thông qua bài hát Baby Shark nha các bạn. Đây, những con vật. Đầu tiên là chú chó nha. Đấy, chúng ta có thể cho những chú chó, những đồ vật chơi của mình, những đồ vật các bạn đang chơi nhé. My puppy.
Đấy, chúng ta có thể cho những chú chó, những đồ vật dễ thương của mình, những đồ vật các bạn ấy chơi nhé. Quen với 6 con vật, đó là chú chó, chú mèo, chú thỏ, chú cá, chú vẹt. Rất mong các bạn sẽ yêu thích bài hát này, nhớ đăng ký và like kênh của anh để ủng hộ cho kênh anh ra những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.